Tối ngày 17 tháng 10, trên sân khách, đội tuyển Việt Nam đã đối mặt với trận thua không, 6 trước đội tuyển Hàn Quốc trong một trận giao hữu. Mặc dù tỷ số này không gây ngạc nhiên, vì khoảng cách về trình độ giữa hai đội vẫn rất lớn, đội tuyển Việt Nam vẫn đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm để ghi bàn. Trong khi đó, đội tuyển Hàn Quốc thi đấu không tốt, đặc biệt trong khía cạnh phòng ngự. Dù vậy, một số bình luận tích cực từ người hâm mộ xứ Hàn đã xuất hiện. Một tài khoản mạng xã hội viết, tôi muốn dành những tràng pháo tay cho đội tuyển Việt Nam. Họ đã không bỏ cuộc dù tỷ số có cách biệt lớn. Làm tốt lắm khác hơn, một tài khoản khác nhấn mạnh sự tiến bộ nhanh chóng của đội tuyển Việt Nam. Trận đấu này, dù kết quả không mấy quan trọng, đại diện cho cơ hội để đánh giá và kiểm tra khả năng của các cầu thủ, và huấn luyện viên Philippe Chusier đã thể hiện sự lạc quan về hiệu suất của đội tuyển. Dù có áp lực lớn từ dư luận Hàn Quốc, đội tuyển Hàn Quốc vẫn thi đấu nghiêm túc, và đây vẫn được coi là một trận đấu có ý nghĩa. Trong khi đó, một số người hâm mộ vẫn tôn trọng đội tuyển Việt Nam và hy vọng cả hai đội sẽ có cơ hội cùng tham gia World Cup 2026. Dù Việt Nam không giành chiến thắng họ đã thể hiện sự tiến bộ đáng kể và trận đấu này có thể coi là một bài học quý báu để chuẩn bị cho các thách thức trong tương lai đội tuyển hàn quốc cũng nhận được lời khen về sự nghiêm túc và tôn trọng đối thủ trong trận đấu mặc dù đã thắng một cách thuyết phục họ không coi thường đối phương và thể hiện tinh thần thể thao cao cả